Con quay gần quá cái cô không dòm thấy được cái chân của khách. Thôi con đứng đó là đúng rồi đó. Mọi người nhớ tách da nè. Con nhớ con tách cái da này lên. Mình mà cách da sạch cho khách này, khách người ta thích lắm. Mẹ đang quay phim xíu con kết vậy là được rồi đó. Con đọc cho mẹ đi. Thấy thấy có ai cực như như cô giáo không? Đúng rồi con. Cô giáo vừa vừa phải làm khách dạy học trò luôn, cái cô đang đứng cổ quay nè, cổ phải quay lại cổ học luôn, rồi còn vừa dạy cho con của cổ làm văn luôn. Thế cũng là hả? Có những người khách người ta ưng các cái cách da của mình mà mình đã làm vừa ý người ta rồi là người ta không có muốn đổi đâu, người ta không có muốn đổi chỗ làm đâu, và người ta cứ đi theo mình ủng hộ mình. Thật sự 1 tháng chỉ cần có 20 người khách như vậy là xoay qua xoay lại theo vòng á là mình cũng đủ sống rồi nha mọi người. Cắt cho nó sạch vô kỹ kỹ một chút, tại vì có những người da da tay rất là mỏng nhưng mà da chân thì rất là nhiều, cho nên mình làm kỹ cho mọi người. Rồi qua ngón kế tiếp, cô ơi cô thả lỏng con. Mai con đi, mai con đi thâu băng. Dạ mai con đi thâu băng là thả lỏng ra, mong quý khách thả lỏng chân cho chúng tôi phục vụ được tốt nhất. Làm bài văn nữa rồi. bị nhiễm nhớ moi chỗ này ra. Và nhiều khi cái da dưới đây người ta cũng nhiều lắm á, vì có những cái người khách đó người ta mang giày thể thao, người ta dạy như cô khách này là cổ hay mang giày bệt á, giày bít mũi, mà giày bít mũi với giày thể thao sáng lại đi tập thể dục, cho nên là da của cổ rất là nhiều. Phải có những người khách như vậy nè Ôi đã quá. thì người ta mới cần mình thì mình mới sống được nha mọi người. Còn mà ở đâu mà da của mọi người mà đẹp sẵn rồi đó, không có cần phải làm da mà cũng đẹp là chỗ đó là thợ nail là chết đói nha. Thợ nail mà thấy da ai dày thích lắm, cắt cho bằng hết. Rồi bên đây kê vô cách xíu tách da lên luôn. Mình moi ra rất là nhiều nha mọi người. Hy vọng là tuần sau có thể làm được cái clip vẽ cọ bảng hướng dẫn mọi người luôn. Chắc làm livestream quá. Tại vì để cho mọi người hỏi á, mình trả lời luôn. Nhiều khi hỏi hỏi chứ chị Mary bận vậy nè, đâu có trả lời được đâu. Cắt qua một lượt là nó sạch, thiệt là sạch luôn ha. Rồi mình được 2 ngón thế nè. Nhớ cào da của khách. Thay vì mình phải lấy cây sủi á, thì mình tập á, mình lấy luôn cái kìm.
để mình cắt luôn, vậy thì nó tiết kiệm được thời gian nha mọi người. Thấy rõ không con? Quay thấy rõ Được rồi. không? Ừ. Nhiêu đây da nó che lại rồi, cho nên là chân của khách đó mà không được đi làm da cái nó xấu, làm lên được rồi cái nó đã. Da có chút xíu à, mà cảm giác của khách đó, nếu mà không được làm da là luôn luôn lúc nào cũng cảm giác như cả nửa ký da trên này, cho đóng trên này ha cô Nga hả. Cắt này nó nhẹ nhàng. Thường á, cái da của khách á, cái má bên này nè lúc nào cũng ít hơn cái má ở ngoài này, cái bên ho bên bên trái bên đây nè, tại vì những cái phần bên đây nó hay cạ vô dày á, cho nên là cái da nó lúc nào nó cũng dày hơn. Thì mình là một người thợ thì mình phải phải biết cách điều tiết sao mà cho ở chỗ nào phải cắt nhiều da, chỗ nào phải cắt vừa thôi, chứ không phải là cắt đều giống nhau hết. Bên này lúc nào da nó cũng ít hơn nè. Cắt tiếp ở đây. Có những người lớn tuổi á, chừng độ 40 tuổi á, bắt đầu là 50 tuổi chứ, có những cái hiện tượng là cái canxi mình nó giảm đi, nó dòn á. Cái móng á, thời trẻ không có bị đâu, nhưng mà khi lớn lớn tuổi xíu là bắt đầu là da cây móng á, nó giòn, nó cứ quặp vô không vậy, rất là đau, khó chịu lắm. Cà phê không sao không uống à? Con đang uống cô, cái con làm cho cô hồi cái con quên uống luôn. Vậy nó hết là nó ra nước luôn à, chứ nó cũng lạnh đấy. Dạ không sao cô, nó quặp quặp vô hai bên nè, mình luồn cái kìm vô mình cắt. Nhớ luồn là phải chú ý nha, luồn mà không chú ý mà để sâu quá là mày chảy máu làm khách đau. Cô ơi, bên này cô đâu có đau đâu đúng không cô? Thì những cái móng này mình cũng hạn chế, mà mình chỉ cắt móng, mình lấy cái da chứ. Ra nó đâu đi đâu thấy. Dạ chứ nếu như mà không có thì tuyệt đối không có lấy nha, lấy khách này mai mốt rồi nó tạo thành cái khuấy nữa. Lận lận vô trong nè, mình banh ra cái ngón này, lúc nào mình cũng rị nó ra vậy nè, mình cũng gị nó xuống hết á, mình đẩy cái da ra, mình đẩy da ra là mình cắt nó sạch nè. Ở chỗ này là mình tách da, thường cái da nó hay bám vậy đó đó, mình tách nó lên là mình nghiêng nó qua, nghiêng nó qua xíu. Ủa mà gọi điện có sao? Dạ không sao đâu cô, Tôi sợ nó vào trong nó. không cô, con quay nó nói chuyện mọi người cũng chơi À, thôi. anh cho thằng cái chỗ.
cacao của anh bán là cacao của trồng ở Đồng Nai à? Mà cái chất lượng sao anh, chất lượng tốt không? Cô bên này cô có đau không cô? Bên này cô có đau Cho không? gia đình. Bên này cô có đau không? Có, dạ. Thường thì Mary á, hả, là hay hỏi khách là chỗ nào đau nhiều, đau ít để mình bóp bóp thử vô. Để em thôi, khách Xuất khẩu mà đi thường nước nào? mình luôn nè, đây là do cái thật ra mình nhìn mình cũng biết rồi nhưng mà mình cũng hay Tức hỏi, là mình sản xuất xong mình thận mình trọng xuất đi đi nước ngoài. á, mình hỏi. Thôi tắt đi để cho cô nói chuyện.